Chuẩn bị mồm thổi rồi. Tắt hẳn quạt đi ạ. Mẹ cho chó đi vào đóng cửa. Nó chó lăn ra ngoài. Yêu anh đi. Quên anh đi.
nhớ anh biết qua đã. Đi học, anh nhớ đi học. Ra đây mẹ yêu, ra đây mẹ yêu. À, đứa con đau ở đâu? Trời ơi, trong mặt nó buồn cười. Cái chân một ngày cái chai đấy, một ngày một nông dân hợp rồi. Nó hát bài bây giờ anh biết ôm rồi. Một đôi vẫn hát đi, vẫn hát lại đi mẹ quay. Mẹ biết với chị, mẹ biết với chị, mẹ biết với chị, mẹ biết với chị, mẹ uống sữa. À, không uống sữa. Một cười đi mẹ xem. Các bác chơi cụ à? Bột đứng ở trên ngôi nhà. Hello.
lẫn nữa. Đâu không phải. Sinh nhật bạn gì? Bạn đâu? Bạn đâu? Sáng dậy không đánh răng rửa mặt mà hai bố con xem điện thoại à? Bốn đấy. Con. Khoanh tay đấy, đừng im. Lần sau dậy là phải vào đánh răng luôn nữa chưa? Bột, vâng ngạ chưa? Mời các cụ. Xin mời các cụ. Các ông các bà. Các ông các bà. Cô dì chú bác. Cô dì chú bác. Ổn định vào chỗ ngồi. Buổi lễ được bắt đầu. Lời đầu tiên. Lời đầu tiên. Cho phép cháu. Lời phép cháu. Được thay mặt. Nhảy đi nào. Nhảy na, nhảy nào. Oh.
giờ chạy. Ôi mà trời ơi. Bởi chạy chạy. Cái kia này. Bố bảo chạy lên đi. Nào, bố bắt đầu nhảy với mẹ nào. Cái này là nem của ai ấy nhỉ? Nem của bột. Thế bột có ăn không? Ôi giời ơi, nem của bột ở đây, của bột đấy nhỉ? Bột ơi, các bạn đi đâu đấy? Các bạn đi đâu?
sao bạn đi đâu ấy? Các bạn đi học. À thế á. Gì? Một con là cái gì? Một tư xúc đi. Ừ. Rồi ôi ngon thế. Con cầm bát đúng rồi. Đậu ngon. Đậu ngon. Đậu ngon. Có gì trong quả trứng nhỉ? Có gì, có trả trứng gì? Nào, một đọc đi. Có phải là một chất chi tiêu. Hai mẹ tù cá là hai mẹ chi tiêu bé nhé. Nào. Mẹ chắc tâm. Có gì? Có gì có trả trứng mà nhỉ? Có gặp về gì nhỉ nhỉ? Đây nào. Đã có gì quạt quạt quạt. Hãy đi con cả trứng màu màu cam. Có đi con cả con bị gì đi. Con bị con mất bị đi. Bạn đây nào. Người ta đang đánh nó cười con cười. Một chú chó. Một chú chó chú con. Có gì con chó chúng màu. Màu gì nữa. Màu trắng. Có gì con chó chúng. Thế bữa nay nào. Con chó chúng chó chúng. Có gì con chó chúng màu. Màu nọ nhỉ. Thank you.
chào bạn. Mình sinh nhật ông ạ. Chúc mừng sinh nhật ông ạ. Ừ, ông sinh nhá. Ông sinh nhá. Ừ, tặng ông. Tặng ông. Tặng anh. Rồi, ok. Rồi, ngồi xuống. Bộ xuống. Anh biết. Ngồi xuống để anh đến gần anh. Anh Quý tặng sinh nhật ông. Để bức tranh. Chúc ông mạnh khỏe. Rồi. Con chúc ông mạnh khỏe. Ông cảm ơn nhá. Rồi, quà cháu đây. Con tự làm tự biết hồn. Ơi, ông cảm ơn nhá. Con còn biết được chữ hoa, chữ hoa. Chữ hoa là cháu tặng quà. Cái đây là chị Yến tự làm chữ hoa đấy. Để nó mượn nó tặng. Em nó tặng. Em nó mượn nó tặng. Đấy, cái em tặng đi. Cháu tặng sinh nhật ông. Sinh nhật ông. Chúc mừng ông trong ông hề mặt ạ. Ôi, chúc mừng ông khỏe mạnh ạ. Chúc mừng ông khỏe mạnh ạ. Chúc mừng ông khỏe mạnh ạ. Nghe là mẹ. 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 Ok, ok. Cái này là ba mũ hoa. Vâng. Xong chưa? Khóc xong chưa? Hả? Khóc xong. Cái đấy cho ai? Tặng ông nội. Tặng cái gì? Tặng ông nội cái siêu to khổng lồ. Cái gì siêu to khổng lồ?
rồi, ok rồi. Chúc như nào? Con chúc bố mẹ đẹp ạ. Ôi, cảm ơn con. Hổ đi hổ. Yeah. Yeah, Anh ơi. Ôi con. Yêu mẹ như nào nhỉ? Yêu nhiều nhau nhỉ? Yêu mẹ như với mẹ nè. Tí nữa, yêu bố không sao nhỉ? Yêu bố là chỉ số thôi. Đâu? Tay đi nào. Yêu bố là chỉ số thôi. Vừa cho cái này cho ai? Vừa cho chú Phúc. Cho chú Phúc á? Cho chú Phúc. Cho chú Bé Ngoan cho chú Phúc à? Chú Bé Ngoan cho chú Phúc. Ai dạy một ấy? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bà. Ai thổi đi? Thì có thưa không? Thank you.
chắc và không ngã. Rồi. Chào đi, happy. Đi đây đi. Ăn hết cả này rồi, để lại còn một tí vô gì này. Không thì còn gì nữa. Bột ăn hết đúng không? Trong bột ăn nhiều đấy. Duy ơi, đi học vui không? Hôm nay có gì? Hôm nay có gì vui? Có kim cương. Có gì? Huy chương rắn cơ Việt Nam ơi. À, huy chương Việt Nam ơi à? Có gì nữa? Có gì nữa? Có gì hay nữa? Ai chúc cơm cho con? Rắn có được có để chui. Chui hay hay chui màu xanh. À, chui ống màu xanh lá cây, màu xanh dương đúng không? Đúng không? Thế có gì vui nữa? Có gì nữa không? Có cái để soi gương đi. Có cái để soi gương à? Có gì nữa? Hôm nay có được phiếu bế ngoan không? Gì nữa? Hôm nay có được phiếu bế ngoan không? Được phiếu bế ngoan. Hôm nay các cô nghỉ đúng không? Có mỗi cô Chi dạy à? Có cô Ngân này. À, cô Ngân nữa à? Cô Ngân hỗ trợ cô Chi à? À, vậy bây giờ mình biết. Tại vì cô Ngân mắng. Ai mắng? Con bị cô Ngân mắng à? Con bị cô Ngân mắng. Cô mắng như nào? Cô mắng như nào? Hai bạn đánh nhau đồ chơi. Hai bạn đánh nhau tôi. Hôm nay đánh nhau đồ chơi xe tăng. À, con với bạn nào đánh nhau ô tô ở xe tăng? Bạn Mon cơ. À, con với bạn Mon đánh nhau ô tô xe tăng à? Thế cô Ngân nói đúng không? Cô Ngân nói. Ok. Sao mặt con đen đấy nhở? Tại đây là mặt bảo buổi ơi. Giơ chân lên mẹ xem nào. Trông nó kinh không có chứ. Đẹp. Đi tắm nha.
Go!
Làm sao đấy? Ai tháo? Anh Thi Pháp, anh biết tháo bao giờ? Duy ơi, Duy ơi nhìn mẹ này. Hello Duy ơi. Xin chào bạn Nguyễn Tuấn Duy. Gọi đi chân bà nội đi. Hẹn mai. Gọi mai. Thank you.
Thì thôi con, sao phải kêu. Bông mình cười quá đi mất. Có bạn nào hôm nay ngồi ghế mắt nếu không? Không. Ngồi. Các bạn ngon quá. Bu với Lốc có ngồi ghế mắt nếu không? Không. Nghĩ lại đi, nghĩ kỹ đi. Bu với Lốc có ngồi không? Nghĩ đã. Không nghĩ. Mà. Nghĩ đã. Có ngồi không? Không. Chắc chưa? Chắc. Chắc không? Quay đây cho nào. Rồi ạ. Cô mẹ hỏi cô nhá. Chắc không? Có Bu với Lốc có ai ngồi không? Không có đâu, chỉ có anh Hoan vui. Chỉ có gì? Chỉ có anh Hoan vui mẹ. Bột lê đi, bột lê bóng lên. Thank you.
Vào.